Xin chào các bạn. Các bạn nhìn thấy ngoài trời là gì không? Một cái bờ biển ha. Mình đang đi biển cùng với gia đình. Trong lúc mà một em bé của mình đang ngủ, chồng mình thì chơi với em bé kia, thì mình tranh thủ làm phần tư vấn cho một vị khách hàng. Đêm hôm qua họ tư vấn gấp với mình trong một khoảng thời gian khoảng một tiếng. Thì bây giờ là phần mình trả lời cho bạn đó ha. Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ đến với các bạn trong một phần tư vấn cho một vị khách hàng là người thứ ba. Khi mà cô xem những video của tôi á, thì cô gọi điện thoại rất là dồn dập, thường xuyên vào cái số 0938100988. Thay vì cô liên hệ Zalo á, thì cô sẽ gặp tôi nhanh hơn. Nhưng mà cô không biết, sau một thời gian cô gọi điện thoại hoài mà cô không thấy tôi bắt máy, thì cô mới đọc lại trên cái màn hình là Zalo, Viber, Facebook, thì cô bắt đầu liên hệ với tôi bằng Zalo. Vậy là tôi kết nối liền, ngay và luôn. Thì cô chia sẻ với tôi rằng là cô là người phụ nữ ở nhà nuôi con, chồng đi làm xa. Tôi xin lỗi là không thể nói ra được là chồng cô ấy làm nghề gì. Bởi vì chồng cô ấy làm một cái nghề mà nó có cái tính đặc trưng. Nếu mà nói ra thì cô khá là nhạy cảm, thế nên là các bạn chỉ cần biết là chồng cô đi làm xa. Thì khi mà cô nói đến cái chữ mà chồng cô đi làm xa, thì tôi hỏi cô là chồng bạn đi làm xa như vậy, cô đó bằng tuổi tôi các bạn, na ná bằng tuổi tôi ha, chênh nhạch tôi khoảng có chừng mấy tháng tuổi thôi à. Chồng bạn đi làm xa, vậy bạn có quen ai hoặc là có ai tán tỉnh bạn không? Thì cô mới nói là cái chuyện này là cái chuyện em khó nói lắm, mong rằng chị giữ bí mật cho em. Thì tôi chia sẻ với các bạn là người tư vấn là cái người đem đến sự an toàn cho các bạn, không làm cho các bạn hoảng sợ, và đặc biệt là không có nói tên, không nói địa chỉ, không nói nhà. Nói chung là làm sao để các bạn giải quyết được vấn đề đau khổ về tâm lý, chứ không phải là mang thêm những rắc rối về mặt tâm lý cho các bạn. Nên các bạn yên tâm nha. Thì khi mà cô này có chia sẻ là bản thân cô là người phụ nữ đã lỡ yêu một cái anh, gọi là anh có vợ gần nhà, gọi là anh hàng xóm đi ha. Thì vợ anh và cái cô này biết nhau, nhưng mà do cô này chịu cái lời ngon tiếng ngọt của người đàn ông đó mà đã quan hệ tình dục với anh này khoảng mấy tháng. Nhưng mà cái sự tình nó xảy ra ở cái việc là cô một đêm nọ cô nhắn tin cho người đàn ông đó, thì cái đứa con của anh ta đang chơi điện thoại của anh ta thì mới hiện ra cái tin nhắn đó. Thì khi mà tin nhắn nó hiện ra, nó mới đem nó mét với mẹ nó. Mẹ nó thì cũng đang ngồi chơi cùng với nó. Thế là phát hiện ra cái chuyện là chồng mình có một ai đó nhắn tin. Cái nội dung tin nhắn thì cũng chẳng có gì, đại loại là mất ngủ rồi hả, đại loại là anh có nhớ đến em không, rồi nói chung là chưa có cái gì mà gọi là liên quan đến cái việc mà lộ ra là hẹn nhà nghỉ hoặc là nói về chuyện quan hệ tình dục gì hết. Tuy nhiên cô này cô rất là sợ, cô này cô rất là sợ. Sau khi mà bà vợ bà gọi điện thoại lại ấy, thì cô này cô lại tưởng là cái anh đó. Thế là cô nghe, rồi cô nói là con bạn á, nó mượn điện thoại, nó đang ngủ ở nhà em, nó mượn điện thoại, nó nhắn tin cho ai đó em không biết, nhưng mà em thấy chị gọi lại thì em nghe. Vấn đề là cô này á, cô đang sợ là bà vợ bà truy cùng đuổi tận, rồi bà sẽ nói với mọi người là cô này chính là người thứ ba. Và bản thân người thứ ba này từ trước giờ thì không có cái điều tiếng, không có cái tánh hư. Đây là lần đầu tiên mà cô hành xử sai, cô làm điều xấu nên cô bất an lo lắng lắm. Và cô mong muốn làm sao á, làm sao để cô giải tỏa được tâm lý, gọi là tâm lý tội lỗi mặc cảm, khi mà mình đã lỡ làm sai, lỡ làm người thứ ba, bây giờ làm sao để mình đừng có mặc cảm về cái chuyện đó nữa. Thì đó là những cái gì mà cô đến tư vấn cùng với tôi. Bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái vấn đề của cái cô này như sau. Mình đi từng bước giải quyết từng vấn đề nha các bạn. Cô gọi điện thoại cho tôi thì tôi thấy cô là có một cái khuyết điểm như thế này các bạn. Cô này á, cô có một cái khuyết điểm, đó chính là cô, cái lời nói của cô lắp bắp, chữ này dính với chữ kia, lắp bắp, nói rất nhanh và lắp bắp như vậy đó. Thì đây là một trong những cái gọi là
cái khiếm khuyết của người phụ nữ. Bạn nên nói một cách từ từ, chậm chạp, đừng có chữ này nối với chữ kia, và chữ đằng trước nó kéo chữ đằng sau, chữ đằng sau đá chữ đằng trước là không lên. Nên cái cách nói chuyện nó gấp gáp, nó vội vã, nó không có làm cho người ta nghe được câu chuyện của bạn. Cái giọng nó đã khó nghe là một phần, cái cách nói mà nhanh, chị em nói chị nghe, chị đừng có nói cái chuyện này cho em nghe, ai nghe em rất sợ. Cái kiểu nói như vậy á là làm cho người ta cảm thấy như bạn đang sợ hãi, mà không phải là vì sợ hãi mà bạn vậy, mà là do cái tánh của bạn và người của bạn nó có bị phá tướng. Thì đây là một trong những cái điểm phá tướng mà bạn cần phải khắc phục nha. Lời thật thì nó mất lòng, nhưng mà tôi hy vọng rằng bạn nghe rồi bạn thay đổi sẽ có được những cái lợi ích cho bạn. Bạn đi tư vấn là tôi thấy điểm nào chưa tốt của bạn thì sẽ nói với bạn để cho bạn biết, để bạn thay đổi được tốt hơn. Bây giờ về cái vấn đề mà bạn gửi hình của bạn cho tôi á, bạn hỏi tôi là em có phải có cặp mắt buồn hay không, rồi em là người như thế nào thì chị coi tướng giùm em. Thì bản thân tôi không phải là người thầy bói, tôi không phải coi bói, nhưng mà tôi thấy bạn có cái điều gì không tốt cho các bạn thì tôi nói để các bạn thay đổi, để các bạn chỉnh sửa, để các bạn được hạnh phúc hơn, được tốt đẹp hơn. Vì phụ nữ thì cũng có nhiều người không có nhìn ra những cái điểm yếu của mình. Ví dụ như có một lần tôi nhìn vào cái hình avatar của một cái chị kia, chị cười mà cái nụ cười của chị lòi lợi ra, cái lợi của chị lòi ra rất là nhiều, 3/4 là lợi rồi, mà mọi người nhìn vào cái hình đó thì không ai nói, không ai góp ý cho chị. Thì chính vì không ai nói cho mình biết cái điều mình sai nên mình sẽ không sửa sai được, và mình luôn luôn chìm đắm trong cái sai đó và hoàn toàn mình không biết điều sai đó. Thế nên là các bạn cũng đừng có tự ái khi mà tôi chỉ cho các bạn những cái điểm xấu nhé. Mình biết được điểm xấu để mình thay đổi, mình tốt đẹp hơn, thì cái người mà chỉ cho mình cái điểm xấu đó là người ta chỉ cho mình cái con đường thay đổi tốt đẹp, chứ không phải là người ta làm cho các bạn xấu mặt hoặc là người ta làm cho các bạn bị quê. Các bạn phải nên đón nhận một cái hướng tích cực như vậy trong cái việc chỉnh sửa để mà mình được hạnh phúc hơn. Cái vấn đề như vậy mà bạn hỏi là bây giờ em làm sao để mà thoát khỏi được cái tâm lý tội lỗi mặc cảm vì đã lỡ làm người thứ ba, đã sai với chồng. Em rất yêu chồng nhưng mà em như thế như thế. Cái vấn đề mà bạn nhận thấy rằng bạn đã sai, bạn đã hành xử không đúng, bạn đã có lỗi với chồng, thì cái việc mà bạn sám hối á, ngàn lời sám hối, đọc hàng ngàn cuốn kinh, làm vạn điều tốt, làm rất nhiều điều thiện để mà chỉnh sửa thì nó cũng tốt đó. Nhưng mà cái điều chính yếu nhất đó chính là bạn phải dừng lại được hoàn toàn một cách rõ ràng, dứt khoát và không có lưu luyến, không có tái đi tái lại với cái người đàn ông kia, thì đó là cái cách sám hối tốt nhất. Bởi vì khi mà mình nhận ra lỗi của mình á, mà mình không sửa cái lỗi đó, mà mình cứ tái đi tái lại hoài cái lỗi đó, thì cái lỗi đó nó không có mất đi. Tức là mình biết mình sai, mình phải ngừng được cái sai đó. Giống như là một cái câu nói trong đạo Phật, đó chính là giác mê mê dịch. Khi các bạn nhận ra sai lầm, các bạn ngừng cái sai lầm đó và không tiếp tục, coi như là cắt đứt cái sai lầm đó luôn, không lặp lại lần nào nữa, thì đó chính là cách sám hối tốt nhất. Khi mà các bạn đã sám hối, đã sửa sai, thì cái việc tự nhiên bạn sẽ có được một cái tâm thanh tịnh trong lành trở lại. Không ai làm cho bạn trong sạch, không ai làm cho bạn vấy bẩn ngoài chính bạn ra. Không ai thanh tịnh ta, không ai tự thanh lọc chính họ bằng bản thân họ được. Và cái việc mà bạn cần phải hiểu ở đây là tất cả mọi thứ nó đều cần thời gian. Vì nó cần thời gian, thế nên bạn không nên mất bình tĩnh. Và bạn đừng có nóng vội trong cái việc làm sao để bạn giảm cái mặc cảm tội lỗi. Bạn quá nôn nóng mong muốn vào cái việc làm sao để được việc á, thì nó lại không được việc. Ví như cái bàn tay của bạn bị đứt á, bạn cũng cần phải cho nó 3 ngày hoặc là 5 ngày hoặc 7 ngày cho nó lành da liền sẹo, đúng không nào? Thì trong cái việc mà bạn cảm giác như đang có lỗi rất là xấu hổ vì làm người thứ ba, nó sẽ dần mất đi khi mà bạn trở lại được cái trạng thái bình thường. Khi mà tâm lý của bạn
quay lại cái ngày lần đầu tiên mà bạn chưa có phản bội ngoại tình chồng á, chưa làm kẻ thứ ba á, thì bạn sẽ có được cái tâm lý bình an. Thế nên á, là đừng có làm những việc xấu, việc ác, việc không đáng để rồi mà phải suy nghĩ, để rồi mà phải coi như là đêm thì mất ngủ mà ngày thì không ăn được các bạn nha. Rồi bây giờ bạn nói rằng bạn thì trẻ đẹp hơn là vợ anh ta, mà bạn lại đi làm chung trong cái hội nào đó với vợ anh ta, thường xuyên gặp lại vợ anh ta, mà vợ anh ta lại nói rằng chị không có nghĩ gì đâu, thôi em cũng đừng có suy nghĩ nữa. Chị đó nói cái câu nói như vậy, có phải là chị đó bỏ qua cho chị không? Em xin thưa với chị và em xin thưa với bạn rằng bạn với tôi chênh nhau có mấy tháng tuổi, thì lúc thì tôi gọi là bạn, lúc thì gọi là chị. Tại vì bạn cũng nhiều khi nói chuyện với tôi, lúc thì bạn xưng em mà lúc thì xưng bạn. Dạ, tôi nói với bạn như sau. Cái người vợ đó, người ta đã nói như vậy có nghĩa là người ta đã chấp nhận bỏ qua, xí xóa. Và họ cũng thấy bạn là người láng giềng tốt bụng, bạn không có cái tánh hư. Bạn không phải là cái người mà gọi là đáng ghét. Thế nên là họ bỏ qua cho bạn, họ chấp nhận đồng ý bỏ qua cho bạn. Tuy nhiên, tôi đặt cho bạn một cái câu hỏi nè. Nếu mà chồng của bạn có một cái tin nhắn như vậy, bạn phát hiện và bắt được, vậy thì bạn có nghĩ rằng á, bạn tin là người kia, người ta nói là người ta cho người khác mượn điện thoại và người đó nhắn tin cho chồng bạn không? Có thể bạn tin mà cũng có thể bạn không tin. Nhưng mà bạn sẽ quan sát, bạn để ý xem là lần sau á, cái người đàn bà kia nó có nhắn lại hay không. Vậy thì sao? Một á, là bạn xóa luôn cái số điện thoại của bạn, không liên lạc, không gọi điện thoại, không gì hết. Hai á, nếu mà số điện thoại của bạn có liên quan đến những vấn đề liên quan về tiền, liên quan về tài sản, liên quan về mua bảo hiểm mà không thể bỏ số điện thoại được á, thì sao? Thì bạn coi như là không có việc gì mà phải bận tâm quá nhiều đến cái vấn đề đó nữa. Nó đã xong rồi. Và khi mà bạn đặt ra một cái tình huống là nếu mà cái chị vợ đó chị tìm em, chị nói về cái chuyện đó thì sao? Tôi nói cho chị biết và bạn biết như sau nè. Cái trường hợp người phụ nữ đó sẽ không kiếm bạn để nói. Thứ nhất là người ta là người hiểu chuyện. Cái thứ hai là tin nhắn của bạn gửi đến cho chồng người ta cũng không có gì gọi là quá đáng, nó chưa có gì mùi mẫn. Nhưng mà vì bạn sợ, bạn cảm thấy hoảng, nên bạn lúc nào cũng gặp người vợ đó để thanh minh. Thì cái điều đó nếu mà bạn làm một vài lần đó thì nó được, nhưng bạn làm quá nhiều lần đó thì nó gần như trạng thái là người có tật thì mới giật mình. Bạn hiểu không? Bạn càng đi thanh minh, bạn càng đi giải thích thì chứng tỏ là bạn là kéo tật. Còn bạn im lặng á thì bạn sợ người ta hiểu lầm. Thật ra bạn không phải là sợ người ta hiểu lầm, mà bạn chỉ nên sợ người ta hiểu đúng. Người ta hiểu đúng vấn đề là đang đêm tự nhiên có một người đàn bà lại nhắn tin cho chồng của mình, nói những cái chuyện mà liên quan đến hơi hướng tình cảm một chút xíu, thì bạn cần phải tránh từ nay trở đi, không có gọi điện thoại, không có nhắn tin nữa. Bạn hỏi tôi là bạn có nên xóa số block hay không á, thì tôi nói nè, các bạn là hàng xóm láng giềng, có liên hệ giao dịch với nhau về làm ăn, bây giờ các bạn chỉ bỏ cái việc mà liên hệ với nhau về tài dâm đi thôi. Còn những cái vấn đề liên quan đến công việc rồi cuộc sống á thì vẫn bình thường như trước đây. Nhưng mà vui lòng bỏ luôn ngay lập tức cái chuyện tà dâm đi, là không có cái chuyện gì mà phải lo lắng. Giả sử như một lúc nào đó bạn tự nhiên nhận được một cái tin nhắn, nghe cái mùi mùi tình cảm của cái ông kia, hoặc là ai đó nhắn, tại mình đâu có biết ai nhắn, tại mình nhắn tin mình không biết là ai nhắn, người ta hỏi em ngủ chưa, em có nhớ hay không chẳng hạn. Bạn nhận được một tin nhắn như thế thì bạn làm sao? Bạn không trả lời, bạn hiểu không? Bạn đọc, có thể là bạn đọc hoặc là không đọc, nhưng bạn không trả lời thì mọi việc nó sẽ không tiến triển xa hơn nữa, sâu hơn nữa và không phải nhức đầu hơn nữa. Rồi bạn đặt ra một tình huống là gia đình người ta, cái bà vợ đó sắp có tiệc. Bây giờ vào những cái ngày như vậy thì bà vợ liệu chừng bà có nói cho mọi người biết hay không? Tôi tin chắc rằng với cách hành xử của người vợ như vậy, họ cũng không muốn làm lớn chuyện. Thứ nhất là xấu chàng hổ ai. Cái chuyện nó mới nhỏ mà bà vợ bà xé ra to thì cũng không hay. Cái thứ hai là bà chưa có cái bằng chứng gì để nói rằng bạn là người thứ ba. Nhưng vì bạn bị đánh rắn động cỏ, đánh cỏ động rắn chứ, xin lỗi, thì bạn đang có cái tâm lý lo sợ như vậy. Mà nếu lo sợ như vậy thì mình đừng có liên lạc, mình đừng có nói gì liên quan đến tình cảm hết. Còn ví dụ như anh ta nhắn tin cho bạn
bạn ơi, tôi mua 10 ký, ký cám, tôi mua 10 ký cá, tôi mua 10 ký rau, tôi mua 10 bao xi măng. Thì bạn hỏi địa điểm ở đâu để bạn giao hàng. Thì cái chuyện làm ăn thì bạn vẫn làm, nhưng mà nói đến tình cảm là bạn không nhắn tin. Thì điều đó chứng tỏ ra rằng bạn không phải là cái người, là kẻ thứ ba. Mặc dù bạn đã là người thứ ba và đã làm sai, làm không đúng rồi đó. Bạn nói rằng rất là cảm ơn tôi vì những video của tôi. Vô tình bạn biết được, bạn đã xem, bạn đã tỉnh từ từ rồi. Nhưng mà bạn muốn nói chuyện với tôi để tôi tiếp sức cho bạn trong cái việc rời xa người đàn ông có vợ. Thì đây là một cái video mà tôi chia sẻ cùng với bạn. Còn cái chuyện mà bạn nói là theo chị thì bà vợ bà có đem cái chuyện của em bà nói cho nhiều người nghe hay không? Tôi chia sẻ với bạn như sau. Nếu mà muốn nói về một điều gì đó phải có bằng chứng. Cái việc mà bạn nhắn tin như vậy nó cũng chưa đủ bằng chứng quy kết bạn là người thứ ba. Nhưng nếu người ta tìm ra được một cái phần mềm mà moi lại những cái tin nhắn mà bạn đã nhắn đi cho chồng người ta, ví dụ như hẹn ở khách sạn, hoặc là hai người bàn luận với nhau về cái chuyện mà bộ phận sinh dục, hoặc là hai người nói chuyện với nhau về cái chuyện mà ân ái tình dục, thì cái vấn đề đó lại là một cái việc khác. Tuy nhiên hy vọng rằng với cái người nhà quê, với cái người ở cái ao làng, với cái người ở xóm tre bờ ruộng như cái nơi chị ở, bạn ở, thì người ta cũng không phải là cái người quá sâu sắc, không phải là cái người mà quá sát sao, không có quá ghen để đánh mất đi hòa khí láng giềng. Rồi cũng là một cái cách tôi chia sẻ với bạn, thì theo bạn kể cho tôi thì người vợ này cũng không phải là cái người vợ mà giữ rằng, không phải là một người vợ đanh đá, không phải là người vợ chua ngoa, mà bản thân người vợ đó người ta điềm đạm, chín chắn. Có thể là người ta cũng cần thời gian để kiểm chứng thêm, vì những cái dòng tin nhắn nó quá ít để khiến cho người ta quy kết bạn là người thứ ba, bạn là kẻ phá nhà của họ. Và họ cũng là người chín chắn, bởi vì sao? Họ có gia đình, họ yêu gia đình của họ, bạn có gia đình của bạn. Người ta cũng biết nếu bạn sai lầm thì bạn cũng yêu gia đình của bạn. Và đó có thể là một phút bồng bột, không có chín chắn, nông nổi của bạn mà thôi. Thế nên là cái người phụ nữ đó không phải là cái người phụ nữ đanh đá, không phải là cái người phụ nữ bất nhân, nóng giận đến mức như thế. Còn nếu mà cô ta là cái người như vậy á, cô ta đã gọi điện thoại trực tiếp cho chồng của bạn rồi. Mặc dù chồng của bạn làm xa, nhưng mà người ta ghen, người ta tức, người ta không quản lý được cái suy nghĩ của họ, lập tức họ sẽ gọi điện thoại cho chồng của bạn, hoặc là họ chờ chồng bạn đi làm về, họ sẽ đến báo tin cho chồng bạn biết. Và trong trường hợp chồng bạn về, thì bạn, nghe tôi nói kỹ từng hướng dẫn cho bạn như sau đây. Bạn không chủ động giải thích về cái vấn đề này cho chồng. Và nếu, nghe kỹ nha, nếu chồng mà hỏi bạn về vấn đề này thì bạn nói là như trước đây bạn đã từng nói là một người bạn của bạn đến nhà ngủ rồi nhắn tin hoặc là gửi lộn cho cái người đàn ông đó, bạn hiểu không? Mình cứ nói một lời duy nhất, mặc dù đó là lời nói dối, nhưng nếu mà không có bằng chứng mà bạn tự khai ra với đàn ông á, thì cái việc mà người vợ phản bội ngoại sừng đi làm xa mang tiền về cho vợ, bán máu nuôi vợ nuôi con mà nhận được cái cặp sừng, cái cặp sừng hoặc là một nhánh tuần lộc nó in ở trên đầu như thế này á, là người đàn ông người ta sẽ rất là giận, rất là hận vợ, và cái điều đó sẽ phá vỡ, làm cho gia đình của bạn tan nát sập đổ, bạn hiểu không? Có những khi cái lời nói dối, cái biện pháp nói dối lại được sử dụng để mà bảo vệ, chứ không phải là nói dối để phá vỡ. Trong trường hợp này bạn nói dối là sai, chứ tôi không nói rằng nói dối là đúng. Nói dối luôn luôn là sai. Trong một số trường hợp nói dối được mang tính nhân đạo, nhưng trong trường hợp này nói dối là để bảo vệ. Tôi không có muốn đi sâu phân tích về cái vấn đề nói dối là đúng hay sai, nhưng mà để bảo vệ một gia đình thì trường hợp này nếu mà chồng bạn có hỏi thì bạn nói rằng bây giờ để giảm thiểu cái tình trạng nói dối, thì bạn đã nói là những cái việc đó em đã nói chuyện với bà đó rồi, em đã giải quyết với cái bà đó rồi, em không muốn nói lại lần nữa, tại vì tình ngay lý gian em không muốn nói về cái chuyện đã qua, vì nó không làm cho chúng ta hạnh phúc hơn mà nó chỉ làm cho gia đình chúng ta đổ vỡ thôi. Em nói như vậy, nhớ nha, bạn nói như vậy, chị nói như vậy nha. Còn trong tình huống mà bà đó, bà đến tận nhà mà bà nói với chồng của bạn trước mặt bạn, thì bản thân bạn á, cần phải nói với cái chị đó là em có gia đình của em yêu thương gia đình của em yêu chồng của em, chị có chồng của chị yêu chồng của chị,
nếu mà em có làm sai điều gì, mong chị bỏ qua. Nói như vậy thôi nha. Bạn nói rằng nếu em có làm sai điều gì, mong chị bỏ qua. Và hãy nghĩ đến cái việc là hai người đàn bà đều cần chồng, đều muốn giữ gia đình, mà đừng có chấp nhất em về cái chuyện như vậy. Còn trước đây em đã giải thích cho chị rồi, thì mong chị đừng có chấp nhặt và đừng có làm cho cái chuyện đó lớn hơn. Tại vì mọi việc nó đã kết thúc và nó đã xong từ cái lúc mà em giải thích với chị rồi. Mong rằng chị là chị lớn thì bỏ qua cho em những cái sai lầm nếu em phạm phải. Bạn nói như vậy là nói vừa ẩn ý mà tránh đi được cái việc trong tình huống của bạn, thì bạn cũng đừng có quá lo lắng. Bạn cảm thấy còn yêu chồng, cảm thấy mình sai trong cái hành xử, thì hãy bù đắp cho chồng bằng việc yêu thương, lo lắng cho chồng nhiều hơn. Và hãy sống một cách tử tế đàng hoàng để con mình nó không mang tiếng. Bản thân mình có những cái sai lầm trong cái việc tà dâm như vậy, khi chồng xa nhà, vắng nhà, thì bạn cần phải ăn chay niệm Phật, sám hối thật nhiều. Và đừng bao giờ lặp lại cái sai lầm này một lần nữa. Đó chính là cách sám hối tốt nhất. Đó chính là cái cách làm cho bạn giảm đi cái mặc cảm tội lỗi. Đó chính là cái cách làm cho bạn coi như là hướng thiện và chỉnh sửa những sai lầm của mình bằng cách là yêu thương chồng nhiều hơn, sống xứng đáng với chồng nhiều hơn, biết mình sai, đừng có đắm đuối, hậm hụi và luôn luôn nuôi dưỡng cái sai lầm để mà rồi tiếp tục chìm đắm trong sai lầm và không bao giờ thoát ra khỏi sai lầm được bạn nha. Đây là phần tư vấn dành cho bạn. Rất mong bạn có đủ dũng khí để rời bỏ những cái điều tầm thường thấp kém. Đây là sai lầm lần đầu tiên trong cuộc đời của người đàn bà là bạn, một người phụ nữ ở vùng miền quê, vùng ven, nơi ao làng lũy tre, bờ ruộng. Hy vọng rằng bạn phải bình tâm và đừng có để cho mình chìm đắm vào những lỗi lầm, vì cái điều đó nó không làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn, nó không làm cho bạn trở nên là một người mẹ vĩ đại trong mắt của các con. Mình cũng đã lớn rồi, mình có tuổi rồi, 60 năm là một kiếp người. Mà bây giờ bạn đã hơn 40 tuổi đời rồi, thì bạn hãy nhìn vào sai lầm này để mà thay đổi, hoàn thiện mình và sống xứng đáng hơn với tình yêu của chồng. Người đàn ông đi làm bất cứ lúc nào cũng có thể không quay về với bạn. Bạn hiểu không? Cái nghề của chồng bạn nó rất đặc trưng. Ngày bạn đưa chồng đi làm, có thể bạn gặp chồng bạn đó, nhưng mà cái ngày chồng bạn quay về sau khi mà hoàn thành công việc có thể là không bao giờ quay trở lại. Thế nên bạn hãy trân trọng cái thời gian khi mà chồng mình sống, đừng có làm điều gì sai với một người chồng như vậy bạn nhé. Rất mong bạn sẽ chỉnh sửa được sai lầm của mình, không mắc phải những cái lỗi cũ và xây dựng gia đình mình ngày một hạnh phúc hơn. Rất là mong các bạn, những người đàn bà nghe được video này sáng suốt, bình tâm và đừng có đưa mình trở thành con mồi, đừng có đưa mình vào những cái cạm bẫy và biến mình thành một cái món ngon vật lạ, một cái món ăn rẻ tiền, một cái loài hoa bị giẫm đạp để thỏa mãn những cái kẻ xấu xa, hoặc là làm cho người ta trở nên tầm thường thấp kém bởi vì bạn cho phép điều đó nó xảy ra bạn nhé. Rất là cảm ơn bạn đã chọn tôi là người tư vấn. Trân trọng mọi nhân viên các bạn đã tìm đến. Xin chào.